vợ chồng Tăng Thanh Hà chăm hẹn hò hâm nóng tình cảm. Tăng Thanh Hà và ông xã thường xuyên hẹn hò ở các nhà hàng mang phong cách Nhật, Thái, Pháp, Tây Ban Nha hay Italy. Kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực và có đam mê nấu ăn, Tăng Thanh Hà và ông xã, doanh nhân Louis Nguyễn, có mối quan tâm đặc biệt đến các nhà hàng đủ phong cách từ Á sang Âu. Nhiều năm qua, hai vợ chồng cô thường xuyên trốn con, hẹn hò lãng mạn ở các địa điểm ăn uống nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực, Tăng Thanh Hà và ông xã, doanh nhân Louis Nguyễn, có mối quan tâm đặc biệt đến các nhà hàng đủ phong cách từ Á sang Âu. Nhiều năm qua, hai vợ chồng cô thường xuyên trốn con, hẹn hò lãng mạn ở các địa điểm ăn uống nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Giữa tháng 3, nàng Ngọc Nữ và chồng dùng bữa ở nhà hàng Nhật Bản Sushi Koji. Tăng Thanh Hà ghiền món nhung biển ở đây, chọn chỗ ngồi gần quầy để chứng kiến đầu bếp chế biến và giải thích về món ăn. Đây là một trong những nhà hàng đầu tiên ở Sài Gòn phục vụ theo cách Omaka. Tăng Thanh Hà và chồng thường xuyên nghỉ dưỡng ở Đà Lạt. Mỗi lần đến thành phố cao nguyên, hai người đều tìm ra những địa điểm mới, không gian lãng mạn. Một trong số đó là nhà hàng Mai Đà Lạt trên đường Thi Sách. Nơi đây khá quen thuộc với du khách đến Đà Lạt bởi khung cảnh nên thơ, xinh xắn, là tổ hợp nhà hàng kiểu Italy, quán cà phê và homestay được nhiều người yêu thích. Mỗi dịp lễ trong năm như 20, 10, 8, 3, ngày sinh nhật hay lễ kỷ niệm, Louis Nguyễn luôn hẹn vợ ra ngoài ăn tối, hâm nóng tình cảm. Ngày quốc tế phụ nữ năm ngoái, vợ chồng anh ghé nhà hàng Petit Sài Gòn ở khu Thảo Điền. Nhà hàng mang phong cách ẩm thực miền Nam nước Pháp, cụ thể là thành phố biển St. Tropez nhưng đồng thời pha trộn phong cách nấu ăn của đảo St. Barthélemy ở vùng biển Caribbean và đảo Ibiza vùng địa Trung Hải, mang lại trải nghiệm độc đáo cho thực khách. Anh viết trên trang cá nhân, Celebrant Women's Day with me lady. Thank you for everything you do for us and we re so proud of all the things that you have achieved. We love you mommy. Tạm dịch, kỷ niệm ngày phụ nữ với người phụ nữ của tôi. Cảm ơn em vì những gì đã làm cho anh và các con. Bọn anh rất tự hào về em. Yêu em. Năm 2020, Louis Nguyễn dành bữa tối ngọt ngào cho vợ nhân dịp kỷ niệm 8 năm ngày cưới tại nhà hàng Sushi Ray. Nhà hàng dành tặng hai vợ chồng phần quà là món tráng miệng rắc vàng cùng dòng chữ Happy Anniversary. Hai người thưởng thức set Omaka giá 6 triệu đồng, gồm 5 món khai vị, 5 loại sashimi, một món đặc trưng của nhà hàng, một món chính, một món hấp, một món cá nướng, 10 loại sushi, một suất truyền thống của Nhật và món tráng miệng. Hà Tăng dành lời khen cho món cầu gai tại nhà hàng này. Cầu gai trắng đánh bắt từ vùng Aomori còn cầu gai đỏ xuất xứ từ vùng biển lạnh Hokkaido. Thi thoảng, hai người đổi món ở nhà hàng Thái Lan. Thai Ship là nhà hàng, ruột của cả vợ chồng Philip Nguyễn và Linh Trinh theo phong cách bình dân, mô phỏng những khu phố ăn uống ở xứ sở Chùa Vàng. Nơi đây nổi tiếng với các món như song tung, gà nướng kiểu Thái, bát Thái, tom yum, xôi xoài. Nhân dịp ra Hà Nội năm 2019, Louis Nguyễn đặt bàn bữa tối cùng vợ và chị gái ở nhà hàng Ba Sung thuộc khách sạn Intercontinental Hà Nội Landmark 72, tòa nhà cao nhất Hà Nội. Nhà hàng phục vụ buffet và gọi món. Hà Tăng cùng chồng và chị chồng gọi một set sashimi, uống với rượu vang. Trong các chuyến du lịch, vợ chồng Tăng Thanh Hà vẫn giữ đam mê khám phá ẩm thực. Năm 2019, trong chuyến đi châu Âu, hai người ghé nhà hàng Telfefit Barcelona ở Tây Ban Nha, thưởng thức nhiều món như bạch tuộc sốt, paella, bánh churro. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.